Bồ Tát Phổ Hiền là thị giá của Đức Phật Thích Ca. Ngài nắm giữ ly đức, định đức và hạnh đức, thường cưỡi trên lưng voi trắng sáu ngà. Voi trắng tượng trưng cho trí tuệ chiến thắng. Bồ Tát Phổ Hiền có năng lực hiện thân, có trí tuệ tinh thông. Ngài đã tu hành với lòng bao dung độ lượng, bình đẳng tinh trí, một đời giác ngộ chúng sanh. Chúng ta luôn khắc sâu mười đại hạnh nguyện Phổ Hiền. Phổ Hiền Bồ Tát dẫn dắt chúng sinh trên con đường giác ngộ, bố thí chỉ giới tinh tấn, nhẫn nhục thiền định trí huệ, lúc độ nhớ đời của người Phật tử. Ai ơi, Phổ Hiền Bồ Tát nét mặt rạng ngời, thấu hiểu lẽ đời, là tấm gương sáng cho chúng sinh noi theo. Tấm lòng độ lượng của Ngài ngàn năm in dấu không phai, chúng con thành tâm tri ân Ngài với tấm lòng. Là thị giá của Đức Phật Thích Ca. Ngài nắm giữ ly đức, định đức và hạnh đức, thường cưỡi trên lưng voi trắng sáu ngà. Voi trắng tượng trưng cho trí tuệ chiến thắng. Bồ Tát Phổ Hiền có năng lực hiện thân, có trí tuệ tinh thông. Ngài đã tu hành dung độ lượng, bình đẳng tinh trí, một đời giác ngộ chúng sanh. Chúng ta luôn khắc sâu mười đại hạnh nguyện Phổ Hiền. Phổ Hiền Bồ Tát dẫn dắt chúng sinh trên con đường giác ngộ, bố thí chỉ giới tinh tấn, nhẫn nhục thiền định trí huệ, lúc độ nhớ đời của người Phật tử. Ai ơi, Phổ Hiền Bồ Tát nét mặt rạng người, thấu hiểu lẽ đời, là tấm gương sáng cho chúng sinh. Tâm lòng từ bi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô tâm lòng từ bi.